quả Casper Inverter tiết kiệm điện chuẩn 5 sao, bảo hành máy nén 12 năm, tiền điện chỉ từ 4.000 đồng một đêm. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đang được sống trong bầu không khí tại sân vận động 19 tháng 8, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trong một ngày rất đẹp trời thì đây sẽ là cuộc chạm trán giữa đội chủ nhà câu lạc bộ Khánh Hòa và các vị khách thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của các cầu thủ Khánh Hòa trong trận đấu ngày hôm nay với thủ môn mang áo số 93 Võ Ngọc Cường, các cầu thủ số 3 Đoàn Công Thành, số 33 Zaro Finho, số 35 Duy Dương, số 8 Duy Thành đội trưởng, số 71 Văn Thạnh, số 11 Trùng Tỉnh, số 30 Đức Cường, số 89 Hữu Khôi, số 88 Đình Khả và số 66 Iago Ramos. Trọng tài bắt chính trận đấu ngày hôm nay là ông Nguyễn Mạnh Hải, các trợ lý Đặng Đăng Duy, Nguyễn Lâm Minh Đăng. Còn bên phía đội khách, thủ môn bắt chính của họ là số 89 Patrick Lê Giang, số 43 Brandon Lucas, số 2 Tùng Quốc, số 15 Uông Ngọc Tiến, số 28 Hoàng Phúc, số 10 Huỳnh Tấn Tài, số 6 Võ Huy Toàn, số 18 Chu Văn Kiên, số 39 Hoàng Vũ Sam Sơn, số 88 Victor Mansaray và số 92 Daniel Green. Và như vậy là trọng tài Nguyễn Mạnh Hải đã cho hiệp 1 của đối đầu giữa hai câu lạc bộ Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh được bắt đầu. Ngày hôm nay thì đội chủ nhà ra sân trong bộ trang phục màu tím hồng và bảo vệ khung thành bên phía trái màn hình của quý vị. Đường chuyền của Tung Quốc không được, phá bóng có ý đồ của Tấn Tài khi thấy Tung Quốc đã bắt đầu xâm nhập khu vực 16m50. Bây giờ là một quả treo bóng thiếu chính xác. Sức mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn là nằm ở hàng công. Vẫn chưa có gì nguy hiểm đối với khung thành của cầu thủ Khánh Hòa, nhưng vừa rồi là pha phá bóng hụt. Rất hay, đường chuyền của Hoàng Phúc. Daniel Green rất khỏe đưa bóng vào. Đó là sự chắc chắn của Zaro Finho. Một pha bóng thiếu an toàn và các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng tốt. Đó là điều mà họ chờ đợi. Quả đá phạt dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Chéo bóng về phía cột xa. Người đấm bóng đó vẫn là thủ môn của Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài vừa rút thêm một tấm thẻ vàng nữa. Đó là án phạt dành cho Jairo Finho. Người thực hiện sẽ là Duy Dương. Chéo bóng vào. Đánh đầu. Không vào. Đá bồi không được. Quá đáng tiếc cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Còn bây giờ đến lượt cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh có được pha phản công. Pha ra vào xuất sắc. Một nét chấm phá thực sự sau những diễn biến có phần ở mức bình thường, những mức trung bình. Quả rót bóng vào rất ngọt của Duy Dương. Duy Dương quyết định sút thẳng. Pha bóng hơi lập bập của Patrick Lê Giang. Dẫu sao thì khung thành của Thành phố Hồ Chí Minh cũng vẫn được an toàn trước một quyết định khá táo bạo của Duy Dương. Cánh trái chống chảy Duy Dương đã không thể căng ngang vào. Tiếp ứng từ đồng đội, chạy bóng vào. Đánh đầu, vào. 1-0 dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Quá nhiều những nỗ lực, quá nhiều điều thiếu may mắn, nhưng cuối cùng thì sân vận động 19 tháng 8 Nha Trang vẫn như bùng nổ. Và lập công là của Iago Ramos. Tình huống đá phạt nhanh rất hay, Duy Dương không ai kịp bóng vào. Quá đáng tiếc, một tình huống quá tinh quái đến từ Hữu Khôi. Rất tốt, tiếp tục là Ramos chống chảy. Cú đá lại thiếu chính xác. Văn Thạnh bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc. Và có lẽ là anh cũng đang tự trách mình với việc phung phí thời cơ vừa qua. Một trung vệ nhưng đang đem đến quá nhiều sóng gió cho khung thành của Patrick Lê Giang. Pha di chuyển không bóng của Đình Khả. Đình Khả hãm được bóng bên trong đồng đội, xin bóng rồi. Không ai dứt điểm được. Dứt điểm vẫn không vào. Người băng vào là Duy Dương. Duy Dương sau đó đã có một tình huống rất hài hước. Một mình Iago Ramos xuyên phá viên của ba cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt với khung thành. Vào!
bùng nổ. Đó là cảm xúc mà Iago Ramos mang lại cho các khán giả tại thành phố Nha Trang. Dũng mãnh, tốc độ, chính xác, tốc chiến, tốc thắng. Đó là tất cả những gì mà các khán giả của câu lạc bộ Khánh Hòa chờ đợi. Đường bóng dài, cơ hội dứt điểm, Samson cú đá dấu chân, nhưng đó là sự xuất sắc của Ngọc Cường. Pha bóng rất bất ngờ. Hết khả năng. Bóng lại đến với Samson, Masaray không vào. Lần này thì đến lượt may mắn ngoảnh mặt với cầu thủ đội khách. Vẫn là bên khung thành ấy. Quả đá của Masaray đi đúng vào sáng ngang. Lần thứ 3 trong trận đấu này rồi, mà mới chỉ là lần đầu với thành phố Hồ Chí Minh thôi. Daniel Green. Vẫn tiếp tục là Daniel Green nhảy múa. Không vào. Pha bóng quá xuất sắc. Cú đá cuối cùng là của Victor Mazzarri. Vẫn chưa thực sự có duyên trong ngày hôm nay với các chân sút của đội khách. Daniel Green gần như là đã nhảy múa ở trong khu vực 16m50 của đội chủ nhà rồi. Và ít nhất thì mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh là kiếm điểm đã. Samson. Đường chuyền hay của Vĩnh Nguyên. Cơ hội dứt điểm. Vẫn không có bàn thắng dành cho đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Không chỉ hay mà Võ Ngọc Cường còn rất giòn. Rất giòn bóng. Cơ hội phản công dành cho câu lạc bộ Khánh Hòa. Ryan Hà đã thoát được bẫy Việt Vị. Tiếp tục là Ryan Hà, góc hẹp. Vẫn có bàn thắng. Sụp đổ rồi. 3-0 cho Khánh Hòa rồi. Ryan Hà đã ghi bàn vào lưới đội bóng thành phố mang tên Bác trong cả hai lượt trận. Quá thuyết phục. Pha xử lý rất lạnh lùng của Ryan Hà. Đúng là khi tinh thần, áp lực không có bị kìm hãm thì Ryan Hà thi đấu thực sự là thăng hoa. Và như vậy là trọng tài đã cho trận đấu giữa Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh kết thúc. Chiến thắng đậm đà 3-0 đã thuộc về đội bóng thành phố biển. Khánh Hòa đã chính thức ở lại với Nightwalk V-League 1. Sự bùng nổ, sự hiệu quả, sự quyết tâm đã được thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân thể hiện trong trận đấu với thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì buổi trực tiếp của FPT Play của đối đầu giữa hai đội bóng Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những diễn biến tiếp theo của mùa giải năm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.